Rồi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Đặng Tín Audio. Thì tiếp tục video. Thì hôm nay bên Đặng Tín Audio tiếp tục giới thiệu các bác về cái dòng mic không dây mà giá cực kỳ rẻ này. Thì thực sự em cảm ơn tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc tin yêu ủng hộ Đặng Tín Audio trong suốt tuần qua giờ. Các bác đặt hàng em cái dòng mic không dây này rất nhiều luôn. Thì em xin thông báo lại các bác là cái lô mic không dây này. Đây, là em thanh lý được của cửa hàng chính hãng công ty. Một trong dòng mic không dây giá cực kỳ rẻ và quan trọng cái chất lượng của nó mang lại. Như em qua đã alo thì mic vào để em được rất nhiều có đặt hàng rồi. Số lượng hiện tại em còn chỉ có 30 chiếc nữa thôi. Quay về 80 chiếc thì đã có 50 bác đặt rồi. Đấy. Bác nào chốt thì nhanh tay liên hệ cho em nhá. Bác nào chốt thì nhanh tay liên hệ cho em này. Thì đây là chiếc mic, bộ mic không dây. Nhá, còn đẹp 95%, gồm hai tay mic này. Và một cái đầu thu đây. Đây là cái đầu thu cắm trực tiếp vào vang luôn này. Cắm trực tiếp vào vang bật nguồn đây này. Và con này sẽ có dây sạc là bác sẽ sạc pin. À, nó có cái dây sạc này, bác sẽ cắm vào đây và bác cắm vào củ sạc của bác, cắm vào đây. Và sóng em thật sự em nói nhắc lại các bác là em bán âm thanh khá nhiều lần, bao nhiêu năm rồi. Nhưng thực sự là để có một bộ mic dưới 1 triệu và bộ mic này chỉ có 850 nghìn thôi. Em chưa alo một được tiếng mic không dây nào được chất lượng con này. Còn em khẳng định luôn này, trong tầm giá 850 nghìn bộ này, em bao về cái sóng ổn định hát gia đình thoải mái luôn. Và chất âm không hay em không lấy tiền bác luôn. Thực sự chỉ có 850 nghìn bộ này bao ship cùng hai tấm mic một cái đầu thu đây. Đây, cái đầu thu chọn thu bài, thu của nó đây. Sóng rất ổn định và tiếng cực kỳ dày bay, 850.000 đồng bao ship nhá. Để bác nào chốt thì nhanh tay. Số lượng em không còn nhiều vì hôm qua các bác đã đặt hàng rất nhiều rồi đây. Rất tiện lợi luôn, rất tiện lợi và thực sự là em dám khẳng định trong cái tầm giá 850.000 nó còn hay hơn khối nhiều. Nhiều cái dòng mic 1.3, 1.4 hàng mới rẻ tiền thị trường, thực sự luôn. Thực sự luôn, còn tiếng mic em nói rồi em bao hay là bao hay. Trong tầm giá 850.000 nhá. Chỉ có 850.000 một bộ này thôi, bác nhìn từ cái tai mic này. Và rất tiết kiệm pin nhá. Được chưa? Rất tiết kiệm pin luôn. Chỉ có 850.000 bộ thôi, các bác theo dõi video cho xin một like đi. Các bác theo dõi video các bác cho xin một like nào. Của mic đây. Tiếng rất dày và bay nha, thực sự luôn. Em phải rất là ngạc nhiên với cái dòng mic này luôn. Về tiếng độ chất âm. Còn dày hay không thì tí sẽ test nghe chất âm một lần nữa. Bác nghe từ cái chất âm của dòng mic này. Đấy, cái này thì dùng pin con thỏ, dùng rất là tiết kiệm pin. Bác hết lại bác thay thôi. Đấy. Giá em nhắc lại chỉ có 850.000 nha, dưới 1 triệu đồng một bộ mic thực sự luôn. Là một mức giá thực sự nó quá là rẻ cho một bộ mic này. Đấy, gồm hai tay mic và một cái đầu thu kìa. Cắm trực tiếp vào vang và âm đi luôn. À, cái đầu thu kia mình có thể sạc được pin nhá. 850.000 thôi, em bao ship. Bác nào chốt thì nhắn tin qua số lại cho em. Chốt mic thì nhắn tin qua số lại cho em, ghi rõ là chốt mic 850 cho em. Các bác nào chốt thì cả nhắn tin qua số lại, ghi rõ là chốt mic 850 cho em nhá. Chỉ có 850.000. 850.000 bộ này em bao ship. Alo tin mic luôn này. Bác nghe cái độ chất lượng của nó này. Bác ngồi công tắc nguồn đây này. Bác bật công tắc nguồn lên đây nhá. Bật công tắc nguồn đây nhá. Alo tin mic thì bác nghe này. Ê, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 lên 6, 7, 2, 1, 2 lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em dám khẳng định luôn, trong tầm giá 850.000 bác không thể là mua luôn. Được cái chất lượng tiếng mic như này, thực sự con luôn. 1, 2 lên 6, 7. Tiếng quá là dày luôn. Đây. Em nói rồi, em không thể làm ngờ được là 850.000 thôi. Em bán giá cực kỳ tốt, bác chơi 850.000 được bộ chất âm như này, hai tai mic một cái đầu thu kia, 850.000 thôi. Em sẽ tiếp đạo karaoke nhá. 1 2 đến 6 7 8 9 10 1 2. Em như mây trời.
trôi dịu dàng trôi năm tháng trên bầu trời và mây đã xa tôi. Âu bao ship bắt đầu có nhu cầu nhanh tay nhá, liên hệ cho em, nhắn tin điện thoại cho em 0916 97888, ghi rõ là chốt mic 850 cho em được chưa, và xin chào các anh nhá.